thái độ học và học cái gì, học ở đâu và học làm người. Phần 1, vai trò của việc học. Là những bà mẹ thấm nhuần tương tưởng Phật dạy, suốt 10 tháng thai dựng, đứa con trong bào thai đã có cơ hội được học qua lời ru, qua kể chuyện, qua đọc sách, qua việc làm chủ cảm xúc, ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt và các thói quen của người mẹ. Khi sinh ra, con cháu chúng ta là tiếp tục học, học những cái quá mới mẻ từ thế giới xung quanh, ở trong nhà, ngoài đường và giao tiếp với mọi cảnh vật. Đến tuổi lên 3 đó, cha mẹ dẫn dắt con em đến trường mẫu giáo để học và sinh hoạt tập thể, học các bài ca, học đồ chữ, học ráp vần, học nói, học ăn, học ngủ, học sinh hoạt. Những cái học đầu đề đó, đó đã góp phần là giúp cho con người đó định hình được và trở nên là con người văn hóa. Cái đây vài năm báo chí Việt Nam đưa tin đó, người rừng khi được đưa về với xã hội đã không thể thích ứng được vì có trên 40 năm sống trên ngọn cây, làm bạn với các thú rừng, ngôn ngữ hầu như không biết, kinh nghiệm xã hội bao gồm lời nói, chữ viết, sinh hoạt, giao du, tiếp xúc hoàn toàn không. Mai chỉ có mới 40 năm thôi mà đã mất dần đi cái nền tảng của sự học này, mà tái hòa nhập lại không phải là chuyện dễ. Do đó đó, ý thức được việc này đó, các bậc cha mẹ phải giúp cho con em mình được học từ nhỏ. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: ngủ dậy muộn, nhất là ngủ dậy giữa trưa, bạn đã phí cả một ngày. Tuổi thanh niên mà không học thì bạn đã phí cả cuộc đời. Ngạn ngữ này có khuynh hướng khích lệ chúng ta đó là phải học, học chữ, học nghề từ tuổi thơ cho đến tuổi trưởng thành. Để bao gồm trung bình 17 cho đến 25 năm, tức là chiếm gần 1/3 kiếp người. Nếu tuổi trung bình của một kiếp người được đánh dấu là 70, như vậy vai trò của việc học đó là nhằm dẫn dắt cho chúng ta vừa trở thành con người văn hóa, con người giáo dục, con người xã hội, mà rộng hơn theo Phật giáo phải là con người đạo đức, để trải nghiệm được các chất lượng hạnh phúc và bình an trong đời. Để làm được việc đó thì các bậc cha mẹ hơn bao giờ hết hy sinh thêm thời gian, công sức để giúp cho con em mình được ăn học đến đây đến chốn. Về truyền thống này, người Việt Nam đã giữ gìn như một đạo lý cao quý. Đất nước Việt Nam còn có khoảng 35 triệu dân thuộc về nghèo và cận nghèo. Thu nhập trung bình của họ trên một tháng đó dưới 400.000 được xem là nghèo, từ 401 đến 500.000 được xem là cận nghèo. Ấy thế mà đó, nhiều người cha và mẹ đó đã tằn tảo lam lũ vượt khó
để cho con em mình nó có được bằng cấp cử nhân, bác sĩ, kỹ sư, dược sĩ, thậm chí có người học lên thạc sĩ và tiến sĩ. Cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại có khoảng 3,5 triệu người, và phần lớn con em thế hệ 1,5 và thế hệ thứ hai có tỷ lệ đỗ đạt đại học cao hơn các cộng đồng di dân từ các quốc gia khác đến ở Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu. Đó là một cái truyền thống rất là cao quý. Cho nên đó, phải học vì đó, chữ nghĩa đó được đưa vào trong não của chúng ta, trở thành ký ức và trở thành một chất liệu sống, bị giới hạn ở lứa tuổi nhất định. Tới qua cái lứa tuổi đó rồi đó, chúng ta không học được nữa. Có học đó, rất khó, khó nhớ mà lại dễ quên. Người xưa có dạy rằng con trai mà không được giáo dục đàng hoàng đó, lớn lên trở thành kẻ ngu ngốc. Con gái mà không được đào tạo, lớn lên trở thành kẻ lố lăng và thô bỉ. Thì người xưa chỉ có phân định giới tính nam và nữ thôi. Cho nên nói đến con trai, con gái đều phải có nhu cầu học ngang nhau. Trên thực tế thì từ thế kỷ thứ 6 trước tây lịch đó, Đức Phật đã phát hiện ra có 5 loại giới tính thứ ba, và Ngài đặt tên đó là hoàng môn. Thân nam tính nữ, thân nữ tính nam, thân nam yêu và sinh hoạt tính dục với cả nam lẫn nữ, thân nữ yêu và sinh hoạt tính dục cả nữ lẫn nam. Và trường hợp thứ năm á, là lưỡng căn, tức là một người mà có hai cơ quan sinh dục nam nữ. Thì cái nhu cầu giáo dục dành cho con người, bao gồm người nam, người nữ, giới tính thứ ba, là đồng đẳng. Thời hiện đại này nói đến việc đó thì thấy nó bình thường, nhưng mà đặt vào bối cảnh của Ấn Độ vào thời Đức Phật, người nữ đó chỉ xoay quanh cái nhà bếp thôi và làm ba chức năng: mang lại hạnh phúc cho chồng, chăm sóc con cái và phục vụ nhà bếp. Đó là chuyện nội trợ thôi, không có các quyền đồng đẳng về chính trị, xã hội, dân sự, giáo dục, tôn giáo như là người nam. Và Đức Phật đó thì xóa cái quan điểm đó và chủ trương cái công bằng, bình đẳng, xã hội, dân chủ phải được phổ cập đến tất cả mọi thành phần, bất luận giới tính, tuổi tác, màu da, vị thế xã hội, để mục đích giúp cho con người đó vượt qua được cái ngu ngốc và trở nên có văn hóa. Giáo dục là con đường ngắn nhất để tạo ra các phẩm chất cao quý của con người. Các loài vật chất xám nhiều như là cá heo không thể đạt được cái cách tổ chức xã hội như con người, vì không có ngôn ngữ hoàn chỉnh, không có chữ viết, không thể truyền trao kinh nghiệm, không có hai tay để thực hiện những ước mơ, không có hai chân để đi được trên mặt đất, và không thể thực hiện được những thứ mà có thể nghĩ tưởng đến. Ngạn ngữ Nga đưa ra một câu nói về vai trò của học rất là hay. Nếu con công được quan niệm là đẹp nhờ vào bộ cánh và màu, thì con người hữu dụng và có giá trị là nhờ vào sự học. Điều này ai cũng phải thấy rất rõ rồi. Đất nước nào mà có nền giáo dục phát triển đó, thì đất nước đó có nền kinh tế khoa học kỹ thuật rất cao, và đời sống của con người rất là ổn định và phát triển theo hướng bền vững. Còn đất nước nào không quan tâm đến nhu cầu giáo dục, vai trò giáo dục
đầu tư giáo dục lạc hậu, thì rõ ràng mọi thứ sẽ kéo theo thuộc vàng tuột hậu so với các nước khác. Cho nên có thể nói giáo dục á, là loại vũ khí mạnh nhất để xóa đi sự vô minh, thiếu hiểu biết, và cũng là những thềm thang quan trọng nhất, vững chãi nhất để cho con người lập nghiệp thành công. Chúng ta không nên so sánh mình với các tỷ phú, triệu phú, mà phần lớn họ bỏ đại học. Có người đó hầu như là không đọc được chữ, nhưng mà cái kinh nghiệm thực tiễn của họ rất thông minh. Không phải là những người như thế, các bạn đừng nên so sánh mình là họ, để khỏi phải sống trong tình trạng ảo tưởng và rút cuộc rồi bỏ sự học mà không có được cái trực quan mạnh, thông minh, giỏi về kinh nghiệm, thì cuối cùng các bạn sẽ trở thành trắng tay thôi. Cũng có rất nhiều bạn trẻ đã không thấy được cái đầu tư của cha mẹ mình về vấn đề giáo dục cho con, cho nên đã không tận dụng các cơ hội đó để làm nghiệp thành công. Đó là điều rất đáng tiếc. Thực tế học không khó, có học, có ôn bài và học có phương pháp, các bạn sẽ thi đậu và nắm chắc được tấm bằng ở trong tầm tay thôi. Thời đại này từ cử nhân trở lên thì học theo hệ thống tín chỉ. Cấp học cử nhân trung bình có 120 tín chỉ đến 150. Thạc sĩ trung bình 48 đến 60 tín chỉ. Và khi nào hoàn tất được các học phần với số lượng các tín chỉ bao gồm bắt buộc và lựa chọn, các bạn sẽ được là tham dự vào lễ tốt nghiệp hàng năm do trường tổ chức. Tôi đi tu vào cuối năm lớp 8 và học một năm lớp 9 xong rồi đó, tôi ngán ngẩm không muốn học nữa, bỏ hết một năm. Thầy bổn sư của tôi đó rất quý trọng về việc học, cho nên gây áp lực và nhắc tôi rằng là nếu con không chịu học đó thì thầy sẽ cho con về nhà, không cho tu nữa. Vì muốn được tu nhưng lười học, cố gắng học thì từ năm lớp 10, 11, 12 tuyển sinh đại học, rồi năm 1, năm 2 rồi thạc sĩ, năm 1, năm 2 tôi may mắn điều đậu thủ khoa. Tôi nói, nó muốn nói đến một điều á, mặc dù năng lực học của tôi là kém so với các bạn đồng học từ lớp 9 trở xuống, nhưng khi được khích lệ, nêu một quyết tâm, rồi nhờ đọc kinh sách Phật mình mở mang được cái sự hiểu biết lớn, cho nên kết quả học từ năm lớp 10 trở lên á là rất tốt. Nói như thế để thấy rằng là ở trong mỗi con người đó đều có một cái kho tàng tiềm năng về tri thức, do chúng ta thừa hưởng lại cái gia sản hiểu biết đó từ những kiếp trước, vì chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Chỉ cần khai thác đúng các quặng mỏi tri thức trong mỗi con người bằng phương pháp đúng thôi, các bạn có thể thi đậu rất dễ dàng thôi, không khó. Cho nên không có lý do gì phải sợ học, sợ đến trường, sợ thi cử. Xem việc đó một cách rất là nhẹ nhàng thôi. Từ năm lớp 10 trở đi tôi nói thật, tôi học rất là nhàn hạ. Khi tôi vào đại học thì lúc đó tôi cũng là chủ trì của chùa Giác Ngộ, bận rất là nhiều việc, mà tăng chúng lúc đó là trên 20 vị, vừa Phật sự, vừa lo tiền điện nước, tiền ăn uống, tiền áo quần, mà tôi vẫn đậu thủ khoa.
Có nghĩa là học không phải là cái gì nó quá khó khăn. Tôi không cần phải học bài mệt mỏi, ôn thi gì hết. Tôi chỉ cần nắm những ý tưởng chính và khai thác sự sáng tạo, đưa ra những quan điểm mới, những ý tưởng mới, những kiến thức mới, thì tự động mình được chấm điểm cao. Do đó chúng ta phải thấy rất rõ đó, vai trò của việc học đầu tiên là xóa mù chữ, tạo nền tảng để lập nghiệp, để mỗi người đó có thể bằng tự lực của mình có được một tương lai mà mình có thể tự nuôi sống, không tiếp tục dựa dẫm vào sự thương yêu và dẫn dắt của cha mẹ nữa, đồng thời có thể góp phần cải thiện kinh tế gia đình, góp phần phát triển đất nước và thế giới. Đó là vai trò rất là bao quát của việc học. Mục tiêu của giáo dục á, ở nhà trường phần lớn chỉ là để đào tạo chữ nghĩa và bằng cấp thôi. Và rất nhiều sinh viên, học sinh á, bị ngộ nhận rằng là mục đích tôi đến trường học là để có văn bằng, giờ dùng văn bằng để tôi có cơ hội kiếm sống. Rồi khi kiếm sống tôi sẽ nỗ lực á, là tạo ra thật nhiều tiền. Và có nhiều tiền rồi, tôi mua các tiện ích để hưởng thụ nó và xem đây là hạnh phúc của kiếp người. Thực tế như thế là nó quá đơn điệu đi. Sau cái làm giàu, sau sự lập nghiệp là cái gì? Tôi tạm gọi đó là lý tưởng sống, với những cái mục tiêu cao quý: biết chia sẻ, biết hỗ trợ, biết dấn thân, biết phụng sự. Chứ còn lập nghiệp thành công á, không phải là quá khó. Mặc dù tại Việt Nam tỷ lệ thất nghiệp là quá cao, cho cơ hội nghề nghiệp ở Việt Nam không nhiều. Cho nên chúng ta không nên dừng việc học ở mục đích kiếm sống. Học là để huấn luyện tâm thức ảnh hưởng đến hành vi lối sống, để từ đó đó chúng ta trở thành một con người có văn hóa, có hiểu biết, có cảm thông, có giá trị, có phẩm chất cao quý, để hành xử của mình trong đời đó, nếu không trực tiếp thì cũng phải gián tiếp mang lại niềm vui cho những người thân và góp phần cải thiện xã hội. Cho nên hướng mục tiêu đến các lý tưởng cao quý đó sẽ làm cho việc học của chúng ta không bao giờ dừng. Đạt được sự nghiệp á, thì có một khoảng thời gian nhất định, trung bình đó là 10 năm sau khi hoàn tất việc học. Nhưng mà hoàn thiện nhân cách để trở thành một con người nhân bản, con người đạo đức, con người giá trị đó, chúng ta phải học cả một kiếp người bằng huấn luyện nhân cách, đạo đức, trí tuệ, thay đổi thói quen, làm chủ cuộc sống và nhiều yếu tố cao quý khác nữa. Chúng ta phải hướng đến cái vế thứ hai này, chứ không nên dừng lại ở vế một. Và do vậy hãy lấy cái tiêu chí học làm người với những cái nhân cách cao quý đó trở thành cái động cơ để chúng ta phấn đấu trong việc học, và phải học hai việc đó một cách song song. Điều hai, thái độ học và học cái gì. Ngạn ngữ xưa đó có câu: đừng xấu hổ khi bạn không biết điều gì đó. Chỉ có xấu hổ khi chúng ta không nỗ lực học thành công. Không biết thì hỏi. Người xưa từng nói gì? Đường á, nằm ở cái miệng. Là muốn biết con đường đi từ điểm A đến điểm B thì phải hỏi đường ở những người lớn, mà đặc biệt là những người định cư ở khu vực đó, chứ không phải là khách du hành, khách du lịch, khách vãng lai. Để có được cơ hội lập nghiệp tốt đó, các bạn phải chịu có học hỏi kinh nghiệm, không mắc cỡ,
không xấu hổ ở những người thành công đẳng cấp ở lĩnh vực chuyên môn. Ở lĩnh vực nào thì chúng ta phải tìm thầy ở lĩnh vực đó mà học. Muốn học đạo mà đi đến các cha xứ tại các nhà thờ thì làm sao biết được đạo Phật? Muốn học về khoa học tự nhiên mà đi đến nhà chùa không thích hợp. Thế nên phải vượt qua được những cái rào cản tự ái, tự cao, tự hào, tự đại, mắc cỡ, e lệ, thẹn thùng, xấu hổ, để chúng ta mới có cơ hội tiếp cận được, tiếp xúc được, thân cận, học hỏi ở bất kỳ ai mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc và giao lưu. Học ở sự thành công, học ở điểm thất bại, học ở điều tốt và thấy các điều xấu người khác để tránh. Tức là cái gì mà nó trôi qua trong đời chúng ta, nếu có cái cặp mắt dòm ngó, để ý, phân tích, học hỏi, các bạn sẽ rút ra cho chính mình một bài học gì đó. Đó là sự nghiêm túc trong trong việc học, tức là cầu thị và học tất cả những cái có thể, chứ đừng có giới hạn cái việc học mình trong chữ nghĩa trường lớp thôi. Vì như thế thì các bạn sẽ không đủ sức để trở nên thành công sau khi tốt nghiệp ra trường. Tôi có nhiều người bạn trong các trường lớp học đời. Tôi cũng có nhiều bạn đồng tu trong các trường lớp Phật học lúc học đạo. Thì trong cái phạm vi bạn bè mà tôi biết đó, thì tôi chia làm hai nhóm. Nhóm một á, giỏi cực kỳ về chữ nghĩa trên trường lớp, phần lớn là đậu từ hạng nhất đến hạng 10. Nhưng mà khi ra trường đó, thì những người như thế lại không thành công trong lập nghiệp. Tức là họ chỉ học chữ thôi. Nhóm hai đó, có thể chưa giỏi, chưa xuất sắc trong việc học chữ, nhưng khi ra làm việc thì họ rất thành công. Là vì họ biết quan sát cuộc sống, biết cầu thị trong các việc học, nhất là những gì có giá trị cho đời mình. Chỉ có một thiểu số giỏi về học chữ ở trường, đồng thời cũng giỏi đa năng về kinh nghiệm thực tế, thì những thành phần như thế này đó, phần lớn là học một biết mười. Và ở vai trò nào, điều kiện gì, thuận hay nghịch, họ đều nắm lấy được sự thành công. Số lượng đó dầu rất ít, nhưng chúng ta nên tin tưởng rằng là mình cũng có được cái tiềm năng như thế. Không có gì là không học được, nếu chúng ta thật sự có đam mê. Cuối năm 2012, khi chùa Giác Ngộ bắt đầu trùng tu đó, thì kiến thức của tôi đó về xây dựng là zero. Vì tôi chỉ chuyên về học đạo, hành đạo, truyền bá đạo. Chỉ có học về xây dựng kiến trúc, mỹ thuật, nghệ thuật gì đâu. Nhưng bằng sự đam mê, tôi mời các kiến trúc sư, kỹ sư, sau khi vẽ các bản vẽ theo yêu cầu chức năng của tôi, thì tôi hỏi họ để được họ giải thích. Và khi giải thích, tôi ghi chú những khái niệm chuyên môn trong xây dựng. Tôi đặt các vấn đề dưới hình thức phản biện để họ phải giải thích và chứng minh rằng tại sao với không gian đó, diện tích đó phải làm như thế. Thì tự động mình học được cái kinh nghiệm thực tiễn. Sau khi hoàn tất cái tầng hầm, tôi tiếp tục cho đấu thầu từ tầng trệt đến hết lầu 7. Thì các công ty thì thường họ gửi các cái gói thầu về, rồi gồm có cái bản gọi là chi tiết giá, liệt kê tất cả các hạng mục, chất liệu, rồi xuất xứ, vân vân. Thì tự động đọc vào những cái này để mình lại có kiến thức. Nên sau đó tôi quyết định là không cần phải giao cho tổng thầu nữa,
tôi tự làm thầu với sự hỗ trợ của một số Phật tử và tự đi mua vật tư. Thế rồi cùng mình cũng biết, sau khi xây chùa Giác Ngộ xong đó, tôi nói với vị, nếu tôi được yêu cầu là một nhà thầu cho một cái công trình Phật giáo nào đó, thì công trình đó giả sử trị giá 100 tỷ, tôi có thể tiết kiệm dùm cho công trình đó 40 tỷ. Các bạn phải thấy rất rõ là mình cũng có được năng lực đó. Nếu học kinh nghiệm trực tiếp từ những người giỏi, không giấu nghề, rồi bằng cái sự nối kết logic, các bạn sẽ từ từ đó gọi là manh ra được, phanh ra được manh mối để hệ thống hóa, để cấu trúc hóa. Và do đó các bạn sẽ có cái kiến thức cốt lõi trong những lĩnh vực mà trước đây các bạn không phải là chuyên môn. Các nhà kinh doanh giỏi đều như thế cả. Khi có cơ hội đi học mà không chịu học á, đến lúc thi thố công việc nhận ra rằng mình không có năng lực, thì lúc đó đó lòng cảm thấy rất là xấu hổ. Nên tôi thường dạy các chú đệ tử sa di mới xuất gia là trong ngày khóa tu của chùa đó phải có mặt, phải quan sát, phải tham dự. Cái gì không hiểu thì hỏi, phải học trực tiếp, rồi tham gia vào cái mắt xích A, lần sau đổ qua mắt xích B, kỳ sau nữa đổ qua mắt xích C. Thì như vậy đó, sau một thời gian nhất định, cái việc gì trong khóa tu cũng biết, việc Phật sự nào ta cũng đã từng trải kinh nghiệm qua. Và như vậy khi làm trụ trì, lãnh đạo một ngôi từ viện lớn, là một Phật sự lớn, chúng ta không ngỡ ngàng nữa. Cái gì mình cũng đã trải qua hết rồi, có kinh nghiệm thực tiễn, cho nên á, điều hành rất dễ và hiệu quả rất cao. Tôi cũng thường tâm sự rằng là tôi làm lãnh đạo từ người đó học việc vỡ lòng, chứ không phải là nhảy ngang nữa. Tôi đã từng trải qua triển lãm mỹ thuật, cắt chữ, trang trí, làm tất cả mọi thứ, quét dọn, lau chùa chùa, rồi bữa củi, rồi sinh củi, rồi rửa chén, kéo nước, những việc gì đó mà phần lớn là vai trò Phật tử tại gia, công quả tôi đều đã trải qua. Chụp hình, quay phim, trang web tôi cũng đều đã học. Do đó chỉ cần là nghe các trợ lý chuyên môn trình bày là tôi nắm được vấn đề liền và giải quyết vấn đề nó nhanh chóng hơn. Nên là chúng ta cần phải học những cái hữu dụng, chứ mà không đó ra khi làm vợ làm chồng, rồi sau một năm làm cha làm mẹ trong một gia đình, mình phải lo từ A đến Z. Bây giờ nếu mà từ nhỏ không quan sát kinh nghiệm của cha, của mẹ, của anh chị em, của những người xung quanh, thì đến lúc phiên mình á, thì mình không biết gì để làm hết á. Cái đó Phật giáo gọi là xúc sự diện tường, tiếp xúc với công việc bí lù, như là nhìn vào vách không biết đâu là đường đi, giải pháp, cách thức, phương án, kế hoạch, thì làm sao thành công được. Thái độ học phải trở nên cần mẫn và tinh chuyên. Thậm chí đó, khi bị giấu nghề, khi bị la mắng, khi gặp các nghịch cảnh, để có được một tương lai cao quý, các bạn cũng phải kiên nhẫn tích cực, không bỏ cuộc nữa chừng. Cái giá của tri thức không bao giờ là miễn phí. Các bạn phải trả một cái gì đó để có được một cái nguồn tri thức nào đó. Thời hiện đại này là để vào trường học đó, chúng ta phải đóng học phí, rồi mua sách vở, rồi đi học thêm. Tất cả đó là những cái trả giá. Ngoài ra phải học thi, ôn thi, luyện thi, đủ thứ hết mới có thể đậu được.
Thì trong các sự nghiệp khác cũng thế thôi. Chúng ta phải tập làm quen. Thay vì than vãn, khó khăn, ngại ngùng, thì chúng ta sẽ tự tục hậu chính mình thôi. Cái trạng thái học với thái độ đó sẽ làm cho các bạn trở nên rất mệt mỏi mà không có hiệu quả cao. Cuộc sống này đó là có giới hạn, quỹ thời gian của kiếp người chỉ có vài chục năm. Hành trình cuộc sống đó, thì với nhiều lý tưởng và sự nghiệp. Do đó, theo tôi đó, các bạn phải chọn lựa học cái gì là cần thiết cho sự nghiệp, học cái gì để mang lại hạnh phúc và an vui. Các bạn sẽ không đủ thời gian để học tất cả, vì nguồn tri thức của thế giới là vô tận. Cứ mỗi một tích tắc trôi qua trên quả địa cầu này đó, có hàng trăm và thỉnh thoảng có tình huống có hàng ngàn bằng phát minh mới, sáng kiến mới, đồng sáng tạo mới được công bố, được thừa nhận. Và mọi thứ trong đời này đó cứ được cập nhật sau vài tháng. iPhone cập nhật liên tục. Hiện nay đó là 7 cộng và bắt đầu qua đến 8, rồi sau đó vài tháng đến 9, rồi đến 10. Không bao giờ dừng. Mẫu mã, chức năng, tiện ích, chất lượng luôn luôn được cải thiện. Thì cái kho tàng tri thức á, của con người được công bố qua các luận văn, luận án, sách viết, khám phá, phát minh, sáng tạo cũng như vậy, trở thành bề dày giống như là núi và các dãy Trường Sơn. Cho nên chúng ta sẽ không bao giờ học hết được những thứ đó. Cho nên phải biết chọn lựa. Và chúng ta cũng cần phải thừa nhận rằng đó, học hết tất cả những thứ ở trường lớp thì cái cao nhất mà các bạn có thể đạt được là gì? Bằng tiến sĩ. Nhưng đó không phải là điểm cuối cùng. Nó chỉ là bắt đầu cho một cái sự nghiệp. Và sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, các bạn phải tiếp tục học. Khi lên làm giáo sư, trở thành là chuyên gia đầu ngành trong một lĩnh vực, các bạn phải đọc sách mỗi ngày, phải nghiên cứu mỗi ngày để cập nhật tri thức, chứ bằng không sẽ bị lạc hậu. Có một số trường đại học nổi tiếng á, buộc các giảng viên và giáo sư trong vòng 6 tháng hoặc 2 năm ít nhất á, phải có được 1-2 bài báo chuyên ngành được đăng trong các tạp chí uy tín. Rồi trong một số năm nhất định buộc phải ra một đầu sách để chứng tỏ cái năng lực tri thức của mình á, trong lĩnh vực đó là chuyên môn, và phải cao hơn sinh viên á, ít nhất là một cái đầu, thì mình mới đủ tư cách để truyền trao tri thức được chứ. Trong bài kinh Samsala, Đức Phật nói những gì mà Ngài biết á, giống như lá trong rừng, do Ngài học khi còn là thái tử, và do Ngài giác ngộ trí tuệ không thầy, cho nên đó, cái hiểu biết đó là không giới hạn, không ngần mé. Nhưng những gì mà Ngài đem ra để truyền bá và chia sẻ là những chiếc lá trên tay, tức là có chọn lọc. Thì trong cái kho tàng rừng tri thức đó, tôi cũng khuyên tất cả các bạn, nhất là bạn trẻ, vượt qua cái háo thắng, học những thứ mà mình thật sự cần thôi. Có thể là trong một giai đoạn nào đó, cái nhu cầu cần của mình là lĩnh vực này, thì đầu tư hết mình. Rồi đến một cái giai đoạn khác, chúng ta lại qua một cái lĩnh vực khác, thì quý vị lại tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực đó. Cho nên, cần phải học, học hoài, học mãi, chứ không có dừng được. Tôi đã đọc kinh Tạng Pali bản dịch tiếng Việt của Hòa thượng Minh Châu từ năm 84. Mỗi khi rảnh tôi phải đọc lại. Tôi cũng đã đọc nhiều bản kinh Đại thừa, gồm có kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bảo Tích, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Lăng Già, kinh Hổ Lăng Nghiêm, vân vân. Và không thể tự hào rằng là mình biết hết mọi thứ, hiểu hết mọi thứ được. Cũng phải học lại, đọc lại.
mỗi lần giảng lại cho người nghe là cách học lại lần thứ hai, lần thứ ba. Cho nên sự học đó là không cùng tận. Quan trọng nhất là học những gì hữu dụng. Học hữu dụng là khi mùa thi đó thì các bạn có thể làm một cái bài toán để đoán được cái phạm vi ra đề ở trường lớp. Phần lớn ở nước ngoài đó, các đề thi được lưu trữ lại trong thư viện bằng cách điểm qua các cái chủ đề chính, các cái chuyên đề chính. Các bạn sẽ biết là cái khả năng ra đề về nội dung này trong năm nay có khả năng cao hay là khả năng ít. Thì bằng cách đó đó, ngoài cái việc học bao quát hết, học một cách có hệ thống, thì các bạn sẽ học kỹ hơn khoảng 20 chủ đề lớn, thì đảm bảo là môn nào các bạn thi cũng thành công và đỗ đạt điểm cao. Chứ bạn không thể nào học hết tất cả mọi thứ được, và phải học đều từ đầu năm đến cuối năm, chứ không phải là chỉ có tập trung vào cái mùa thi thôi, nó mệt mỏi lắm và dễ quên do ức chế tâm lý. Sàng lọc những thứ chúng ta cần học đó, một cách có hữu dụng, cũng giống như là đãi các tiệm vàng. Có thể nói là 70% các giáo trình trong các lớp học không có chỗ sử dụng trong thực tiễn. Nhưng mà hệ thống giáo dục vẫn chưa mạnh dạn để bỏ những thứ đó. Thực tế là họ muốn nhấn mạnh đến cái cơ hội học hệ thống, học toàn diện, học tính liên quan, để sau này giúp cho những người giỏi đó trở thành những chuyên gia hàng đầu. Cho nên 70% có thể là không hữu dụng với quảng đại đa số người học, nhưng trở nên rất cần thiết với một thiểu số 30%, để họ trở thành là những người đứng đầu trong lĩnh vực. Thì nếu quý vị là thuộc cái nhóm tinh hoa thì quý vị cần phải học sâu hơn, học rộng hơn, học nhiều hơn, hệ thống bao quát toàn diện, nền tảng và nâng cao, thì sau này quý vị mới có thể trở thành là gì? Những người hàng đầu trong lĩnh vực đó, có nhiều đóng góp mới, phát minh mới, sáng tạo mới, sáng kiến mới. Điều 3, học ở đâu? Tôi xin chia việc học gồm có 3 phần. Thứ nhất là học ở trường, bao gồm học chữ nghĩa, học các bài khóa, làm các bài thi, các bài kiểm tra, mà phần lớn đều có thể đậu. Thứ hai đó là học ở trường đề, tức là học kinh nghiệm, hoặc là học tinh hoa của những kiến thức lập nghiệp. Tôi nói ví dụ như khi các bạn học phần mềm Photoshop đi, để biên tập ảnh, thiết kế bìa, làm mỹ thuật, nghệ thuật cho quảng cáo bản biển, trình bày sách, vân vân. Việc các bạn học lý thuyết ở trường đó có thể làm cho các bạn mất từ 6 tháng đến 1 năm. Còn học là kinh nghiệm từ những người giỏi về lĩnh vực này đó, các bạn chỉ cần hỏi để là làm cái chức năng A thì tôi cần phải làm thao tác gì? 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, xong. Thì bằng cách đó, các bạn chỉ cần tốn vài ngày ghi chép lại là có thể làm được rồi. Còn vấn đề làm tinh xảo, làm nhanh, nó đòi hỏi đến tính thời gian, sự huấn luyện và thêm cái năng khiếu nữa. Như vậy là học kinh nghiệm, quý vị sẽ có thể tiết kiệm được 80% thời gian, thậm chí có thể là 90%, 95% đối với những người thông minh. Và học ở trường đời rất là đa dạng, vì những thứ xảy ra trong đời đó chúng ta không thể tìm thấy ở sách vở, ở trường lớp, ở thầy cô giáo, thậm chí là ở cha mẹ mình. Nó trở nên rất mới, thiên biến,
vạn hóa. Cho nên phải học kinh nghiệm thành công của nhiều nhân vật thì các bạn sẽ trở thành là một người lão luyện thôi. Ở đâu, vai trò nào, vị thế gì, điều kiện thuận lợi hay nghịch, các bạn cũng đều có thể nhón chân vó tay và nắm chắc được sự thành công trong tầm tay của mình. Thứ ba là học Phật pháp ở nhà chùa, tức là ngoài kiến thức, bằng cấp, nghề nghiệp, chữ nghĩa thì các bạn nên học đạo để các bạn có một cái nguồn tri thức cao quý, hiểu biết về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan. Mặc dầu đó khi học triết học các bạn ít nhiều được giới thiệu và lướt qua về các tôn giáo, trong đó có đạo Phật, nhưng không đi chi tiết được. Thì đến chùa sinh hoạt trong những ngày tu, những cái buổi học Phật pháp, những chương trình giáo lý, những cái buổi thuyết giảng hoặc tự học ở trên các trang mạng, thì các bạn sẽ vỡ lẽ ra rất là nhiều thứ mà trước đây mình hoàn toàn là bí lù. Và tôi khuyên quý vị dù bận rộn nên dành thời gian cho việc học Phật pháp, ít nhất là đọc 15 phút về Phật pháp mỗi ngày. Các bạn sẽ thấy cuộc đời của bạn từ đó nó rất là phong quang, tươi sáng, hạnh phúc, bình an và có giá trị. Quan trọng nhất của việc đọc sách đó là phải nghiền ngẫm và ghi chép những điều tinh hoa, vì bộ nhớ của người là có giới hạn và cũng không nên lạm dụng vào bộ nhớ. Đừng biến bộ nhớ mình trở thành một thư viện sống biết đi, vì người nhớ nhiều đó sẽ kém về cái chức năng phân tích và xử lý các thông tin, các dữ liệu, các kiến thức mình có. Cho nên đó, để cho máy móc và các công cụ hiện đại hỗ trợ cho chúng ta phần này, còn vấn đề còn lại là mình sử dụng cái nguồn thông tin đó, kiến thức đó, hiểu biết đó cho mục đích của kiếp người. Hãy mới nhấn mạnh đến cái góc độ thứ hai này. Mà để được như thế phải nghiền ngẫm, cái gì không biết thì phải tra khảo. Tra khảo ông ra phải đi tham cứu, cầu học, mổ xẻ. Và lúc đó rồi quý vị sẽ gọi là nhớ trọn đời luôn, không bao giờ quên được. Mỗi khi tôi gác thi đó, có một vài sinh viên nói là thầy ơi, đề này khó quá, là không nổi. Thì tôi chỉ cười và nói đùa thôi. Hãy lấy việc không làm được bài thi ngày hôm nay để nhớ luôn cả những kiếp sau. Khi mình bị bí một cái gì đó là nó ức chế tâm lý lắm. Nó làm cho mình phải có cái nhu cầu đi tìm hiểu về nó, tra khảo lại nó để đào sâu và nhớ dài. Cho nên đó, là bài không được không phải là vô ích đâu. Nó vẫn là một bài học á. Học ở trường lớp thì không tốt bằng học ở trường đời. Rất nhiều giáo sư kinh tế học đoạt giải Nobel về kinh tế do các học thuyết mới mẻ về kinh tế, nhưng lại là những người không giàu. Cái đó là chúng ta thấy rất rõ là giữa cái kiến thức trường lớp và kiến thức đời là khác nhau đấy. Nhiều giáo sư dạy văn học phân tích thơ ca rất hay, nghe mùi mẫn, nghe say mê, nghe cả quên ăn bỏ ngủ, nhưng mà tự thân của các giáo sư đó không làm thơ được, không trước tác văn học được, chỉ có phân tích những gì của người khác viết thôi. Một bên đó là trường lớp về chữ nghĩa, một bên là trường đời. Nhiều người đó là nhà văn nhưng mà đôi lúc không có học gì hết á, người ta có năng khiếu về vấn đề đó. Nhà thơ, ta giỏi về làm thơ. Cũng có một số người năng khiếu làm thơ, học thêm kỹ năng thơ, được truyền ra kinh nghiệm thơ nữa, thì cái đó sẽ giỏi hơn, gấp bội. Để học ở trường đời đó, thì dân gian Việt Nam mình có câu tục ngữ rất hay. Đi một ngày đường, học một sàng khôn.
Nhưng rất tiếc người Việt Nam rất ít đi du lịch. Người Việt Nam ở hải ngoại đó, họ chú trọng nhất là xây dựng là tổ ấm, qua việc là xây dựng một ngôi nhà, trả đất không còn thiếu đạo. Cho nên có người làm K1 rưỡi, K2, có người làm luôn K3. Rồi thứ bảy chủ nhật thay vì được nghỉ thì họ đi làm thêm. Có người đã làm ăn lương chính thức, còn khai thác nghiệp để có được cơ hội kiếm thêm tiền. Cho nên sau 15 năm, 20 năm, phần lớn người Việt Nam ở hải ngoại có căn nhà độc lập. Và do vì là đặt nặng đến cái việc xây dựng nhà cửa, cho nên rất nhiều người Việt Nam đánh mất cơ hội đi du lịch, đi hiện trường để mở tầm nhìn, hiểu biết rộng về kiến trúc, văn hóa, lịch sử, những cái hay, cái đẹp, cái đặc sắc, những cái kinh nghiệm để giúp ích cho đời sống tri thức và văn hóa của mình. Thiên cực đó cần phải được khắc phục và vượt qua. Tôi cứ mặc định với mình á, vào 3 tháng hè, khi nhiệm vụ là phó hiệu trưởng của Học viện Phật giáo Việt Nam được kết thúc, thì tôi thường đi thuyết giảng ở nước ngoài. Mỗi năm là chọn một nước khác nhau để vừa mở mang những tầm nhìn và hiểu biết ở những nơi mà mình mới lần đầu đi qua, hoặc đi lần thứ hai đào sâu hơn. Và đó cũng là cách mà tôi thư giãn. Nó là thư giãn thực ra đó. Nếu quý vị để ý vào cái lịch thuyết giảng của tôi ở hải ngoại dày đặc, có ngày 3 buổi, có ngày 2 buổi, trung bình là ngày nào cũng 1 buổi. 48 ngày trong tháng 6 và tháng 7 2017, tôi đã chia sẻ 60 bài pháp thoại và di chuyển từ địa điểm A sang địa điểm B, thành phố A sang thành phố B ở Canada và Hoa Kỳ đó. Đôi lúc nó đã dài gấp 2, gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần chiều dài của nước Việt Nam. Hoặc là đi bằng xe, hoặc đi bằng tàu hỏa, hoặc đi bằng tàu điện ngầm, hoặc đi bằng máy bay. Thì nó mất rất là nhiều thời gian, nhưng mà tôi vẫn dành thời gian để đi, đó là tham quan, du lịch lịch sử, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh. Tức là mình biến là cái cơ hội đó, đó là 3 trong 1, vừa hoằng pháp, vừa gieo duyên với quần chúng, vừa mở mang tầm nhìn, vừa học hỏi những điều mà mình cần. Nhà trường đó căn bản là chỉ chu cấp cho chúng ta những chiếc chìa khóa tri thức thôi, trong lĩnh vực chuyên môn nào đó thôi. Và nếu không chịu học thêm đó thì kiến thức của thầy cô giáo sẽ bị gọi là ao tù lại. Có nhiều thầy cô giáo chỉ dạy có môn đó suốt mấy chục năm, không chịu học thêm. Đang khi học trò có thể giỏi hơn mình, vượt qua mình à, mà mình vẫn ở cái ao tri thức đó thôi. Đó là vì mình thỏa mãn hoặc là lam lũ trong việc đó là mưu sinh. Chúng ta đã không có cơ hội để mở mang cái nguồn tri thức vô tận, rất uổng. Học ở trong cuộc sống là chuyện của cả một kiếp người, học hoài cũng không hết. Nhiệm vụ của một trường đại học á, thì thông thường á, ở bước đầu là chu cấp cho chúng ta các kiến thức gọi là nền tảng trong từng lĩnh vực, rồi sau đó trao cho chúng ta đó những chiếc chìa khóa phương pháp để tự mình có thể đào sâu hơn, theo đó có cơ hội khám phá, phát minh, sáng kiến, sáng tạo và trở nên giỏi hơn thầy của mình. Đó là thành công trong giáo dục. Cho nên khi học, các bạn đừng có chân lý hóa nguồn tri thức mà thầy cô giáo chu cấp mình ở trên lớp. Nó chỉ là một dữ liệu tham khảo, giống như là nguồn dữ liệu trong thư viện hay là trên internet thôi. Đừng có chân lý hóa, để chúng ta mới có cơ hội đó, tìm ra con đường mới, phương pháp mới, ít nhất là cách tiếp cận mới để tìm ra những đáp số mới, những giải pháp mới, những công hiến mới, thế nên mình mới sáng tạo được chứ.
Nếu chúng ta chia ra các loại thầy giáo đó, thì cũng có những loại thầy giáo chỉ chủ yếu là biết nói thôi, học được cái gì lặp lại cái đó, có thể lặp lại cái tinh hoa, lặp cái cốt lõi hết. Đây là các loại thầy cô giáo rất cần thiết cho tiểu học và trung học cấp 2 trở xuống. Cũng có các loại thầy cô giáo đó giỏi về giải thích và phân tích, từ ngoài cái việc cung cấp mảng thông tin cho chúng ta về lĩnh vực thông qua một bài khóa nào đó, còn phải giải thích được, phân tích được, thì lúc đó đó cái trình độ học của học viên và học sinh đó mới được nâng cao thêm một cấp. Học được ở các thầy cô giáo này thì các bạn sẽ giỏi hơn. Tại sao, khi nào, lúc nào, bản chất, giá trị, giới hạn, người hướng dẫn, người dạy phải giải thích được, phải phân tích được một cách hệ thống, thấu đáo, bài bản, thì người học nó sẽ nhớ rất nhanh và quên rất khó. Cho nên đó, phải đăng ký học ở các trường chuyên để chúng ta có được những nhóm giáo viên và giáo sư giỏi về lĩnh vực theo hướng này. Nên ở nước ngoài đó, người ta không quan trọng là các bạn có bao nhiêu bằng cấp, bằng cấp của các bạn cao như thế nào, mà quan trọng là các bạn tốt nghiệp ở trường nào. Mỹ là quốc gia bán bằng cấp online nhiều nhất thế giới, nhưng mà Mỹ cũng là quốc gia có những trường đẳng cấp giỏi nhất thế giới. Đại học Harvard mỗi năm đào tạo khoảng chừng 6.000 sinh viên thôi. Đang khi những cái trường ở những quốc gia đang phát triển đó có thể là 50.000, 200.000, 300.000, 400.000 sinh viên một năm trên một trường. Nhưng mà số lượng đó tốt nghiệp ra trường làm được cái gì, nó là một chuyện khác. Cũng có những thầy cô giáo rất là xuất chúng, biết minh họa, biết khai thác, biết chỉ dẫn, cung mướn cho người học những phương pháp để cho người học đó sớm ngang bằng tri thức với mình. May mắn mà được học với những loại thầy cô giáo như thế, chúng ta rất diễm phúc về tri thức. Yêu nghề và không giấu nghề sẽ làm cho các thầy cô giáo đó truyền trao tận tình. Cho nên khi các bạn làm luận văn hay luận án đó, tôi khuyên đó là các bạn nên chọn những giảng viên và giáo sư khó tính, vừa giỏi chuyên môn mà phải khó tính nữa, để bắt bẻ những cái lỗi rất nhỏ mà thông thường mình nghĩ ra là không cần thiết. Nhờ đó các bạn là gì? Bị soi mói, bị dòm ngó, bị soi bằng kính hiển vi, kính lúp. Thì sau này khi ra trường các bạn sẽ dày dặn kinh nghiệm và đủ năng lực là hướng dẫn lại cho đàn em của mình, và có thể trở thành là người giỏi hơn. Thì học kinh nghiệm cũng vậy, kinh nghiệm về lập nghiệp, kinh nghiệm về trường đời, các bạn cũng cần phải tìm kiếm những người khó tính, những người nghiêm túc, những người bài bản. Giao công việc cho những người như thế đó thì doanh nghiệp đó chắc chắn là thành công. Còn cái người nào hề hợt, là quá tự tin, rồi xề xòa, qua lo, cái gì cũng được, cái gì cũng xong, thì những người như vậy đó là rất khó thành công ở trong lĩnh vực trường đại. Còn khi học đạo cũng vậy, các bạn phải tìm các thầy giỏi về Phật Pháp, siêu xuất về tâm linh, tri hành hợp nhất, thì các bạn học theo, tu tập theo, các bạn sẽ trở thành là nhóm tu sĩ tinh hoa. Trong các lĩnh vực, chẳng hạn như là muốn mình trở thành là quán quân, thì các bạn phải nêu quyết tâm là phá kỷ lục các quán quân của các kỳ thi trước. Chứ bây giờ các bạn mà đi dựa vào cái người đổ cái vị trí thứ 100 thì làm sao các bạn giỏi được? Phải nêu một cái quyết tâm lớn, nhón chân
vối tay, phá kỷ lục. Nghĩa là mình phải dựa vào những cái người giỏi hơn để mình phấn đấu. Đồng thời đó, các bạn phải khép mình dưới sự huấn luyện của một người khó tánh và chuyên môn, các bạn mới giỏi được. Thì trong Phật pháp cũng vậy, những Phật tử nào thích những nơi dễ dãi, không có học Phật gì hết, tu cũng không có nghiêm túc, cũng không có làm Phật sự, tàn tàn chiếu lệ qua loa, thì cả một kiếp người làm người tu của mình nó sẽ không có hữu dụng lớn cho mình và cho đời. Nên tôi thường khuyên đệ tử xuất gia của tôi đó, từ lúc làm chú tiểu ở trong chùa phải siêng năng, xung phong tình nguyện tìm việc Phật sự mà làm. Chứ người nào đó khi giao một việc đó là tìm lý do biện hộ để trốn tránh, thì những người đó là tu không có lợi ích gì nhiều á. Chúng ta phải xung phong ngóc đầu lên, trở thành những người đi trước, tạo niềm vui hạnh phúc của mình cho các việc Phật sự cụ thể. Chúng ta phải học ở những vị thầy có được cái truyền thống đó, những sư huynh sư chị đi trước có được cái đặc điểm đó, phẩm chất đó, chứ đừng bắt chước những cái người lè phè giải đãi lười biếng tàn tàn, thì các bạn không thể nào tiến bộ được. Điều cuối cùng đó là học làm người. Thời gian cũng đã hết rồi, tôi sẽ điểm qua về một số phẩm chất để ngoài cái hiểu biết về trường lớp rồi các kiến thức để lập nghiệp á, các bạn phải có một vốn luyến làm người căn bản để hạnh phúc với gia đình mình, bao gồm cha mẹ con cái, anh chị em, bạn hữu và đặc biệt là vợ chồng, trong các tương quan giao tế giữa mình và những người khác. Tôi sẽ dành một buổi chuyên về lĩnh vực này. Bây giờ tôi chỉ tóm tắt trong vòng vài phút thôi, vì chúng ta sẽ phải có thêm cái thời khai kinh vào cái ngày rằm này. Để học làm người đó thì các bạn cần lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất, học đạo đức. Thì đạo đức Phật dạy á, cho người đời đó rất là rõ. Trước nhất gồm có ba trụ cột đạo đức, đó là tình nguyện, từ bỏ những điều sái quấy, ngược luật pháp, trái đạo đức, không phù hợp với lương tâm. Dầu không ai phát hiện ra, không ai biết, luật pháp không sờ gái, các bạn được là bảo hộ, bao che, ô dù, vẫn tuyệt đối đó không. Đồng thời tình nguyện làm các việc, việc lành, gồm các Phật sự, các thiện sự, tư thiện xã hội, để tạo phúc đức cho mình. Không làm ác thì không có phúc gì hết đó. Phải làm thiện thì các bạn mới có phúc. Và khi làm hai việc này đó, các bạn phải phát khởi từ động cơ cao quý, vô ngã vị tha. Đó là ba trụ cột đạo đức của Phật dạy. Đi vào chi tiết đó, thì Đức Phật dạy là không giết người, các bạn đề cao tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái, hiến máu, hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học, chăm sóc sức khỏe và làm tất cả những gì có thể tạo dựng được hòa bình và hạnh phúc cho con người. Điều đạo đức thứ hai đó là không trộm cắp. Các bạn đề cao ý thức tôn trọng sở hữu tài sản của người khác, những gì không cho thì không được lấy, xin thôi, xin không được thì thôi, nỗ lực làm. Và đồng thời khi có sở hữu, các bạn phải nghĩ đến các mảnh đời bất hạnh, biết chia sẻ một phần nào đó, trước nhất cho cha mẹ người thân, sau đó hoặc là đồng thời cho cộng đồng, những người kém may mắn hơn mình. Đó là bố thí, cúng dường, giúp đỡ, hiến tặng, biếu cho, và xem đó như là một hoạt động mang lại hạnh phúc. Đạo đức ba đó là chung thủy một vợ một chồng để xây dựng tổ ấm và giữ tổ ấm đó lâu dài. Đạo đức bốn đó là không lừa dối. Các bạn thực tập và thói quen là nói những gì có sự thật, nói những gì gây dựng sự hòa hợp đoàn kết, nói những gì mang lại là cái niềm vui qua nội dung lịch sử và có văn hóa, nói những gì thật sự có ích và có giá trị cho cuộc tán gẫu.
Và điều rồi Đức Năm đó là nói không với ma túy, rượu bia, cờ bạc, hút sách, hưởng thụ, ăn chơi, nghiện ngập, để các bạn tiết kiệm tiền, xây dựng tổ ấm, giữ gìn sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho mình và những người thân. Ngoài ra đó, các bạn nên học thêm 10 điều đạo đức tại gia, tức là 10 điều thiện. Học được như thế thì các bạn chắc chắn là có hạnh phúc, là một con người rất bài bản. Thứ hai, học tâm từ bi và hành động từ bi. Đây là hai bước. Bước đầu đó là quan tâm về người khác. Bi là lòng cảm thông sâu sắc trước nỗi khổ niềm đau của người. Từ là thể hiện qua các hành động trợ người giúp đỡ cụ thể. Cho nên các bạn nên tham gia các Phật sự, các thiện sự, tham gia tình nguyện viên, tham gia làm công quả, tham gia chia sẻ tri thức, giúp những người làng xóm, người già, trẻ mồ côi, người nô đơn, bệnh tật, kẻ bất hạnh, tham gia những cái lớp hướng nghiệp, lớp ngôn ngữ, tham gia chia sẻ tri thức và nhiều việc hữu ích khác. Hành động cụ từ bi đó phải đi từ nhỏ đến lớn, và phải đi từ người thân ra ngoài xã hội, chứ không nên cực đoan. Xã hội thì mình làm hết mình mà người thân mình không quan tâm gì hết là thiếu sót. Làm được như thế đó, các bạn mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, niềm tin và giá trị cho cuộc sống. Thứ ba, học thấu hiểu, tức là hiểu người khác, hiểu cuộc sống, hiểu nhân quả, hiểu kiếp sau, hiểu đạo đức, hiểu các quy luật vũ trụ. Nhờ đó các bạn sẽ thoát khỏi mê tín dị đoan, đặc biệt là phải hiểu đạo Phật, học các minh triết của Phật dạy, thì các bạn đó sẽ vẫy tay chào được các nỗi khổ niềm đau, mở ra các cánh cửa an vui hạnh phúc và làm cho cuộc sống của các bạn đó trở nên hữu ích hơn. Người có hiểu biết thiết lập được tình người hòa hợp, hòa giải, đắc nhân tâm, làm cái gì cũng thành công. Thứ tư, học nhẫn nại, tức là kiên trì, bền vững, không bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng trước số phận, không sợ hãi, không hoang mang, không chần chừ, không do dự, không đứng yên tại chỗ, nỗ lực hướng tới phía trước và cam kết đó, biến các ước mơ trở thành hiện thực dựa vào nền tảng thực hành bằng phương pháp đúng, soi sáng bằng tư duy đúng, thực hiện bằng nhãn quan có tầm vĩ mô và quy mô. Thì các bạn đó, ở lĩnh vực nào các bạn cũng sẽ trở thành là những người làm chủ, những người làm chính, những người là quan trọng, chứ không phải là những người làm công, làm thợ đó. Làm công làm thợ thì các bạn khỏi phải lo nghĩ nhiều, ít bị rủi ro, nhưng các bạn sẽ không thể có đóng góp lớn được. Thứ năm, học hỷ xả, tức là tập quan hỷ. Quan hỷ với các việc thiện, việc tốt, việc đạo, việc tâm linh của mình. Quan hỷ với các thành công và phúc báo của người khác. Quan hỷ do thực tập Phật pháp, do trải nghiệm thiền định, do tham gia các Phật sự. Buông xả những nỗi khổ niềm đau, cảm xúc tiêu cực, căng thẳng, lo lắng, sầu bi, u não. Buông bỏ các thói quen xấu, các thói quen lệ thuộc, chi phối. Và các bạn phải buông tất cả những điều không có giá trị ở trong đời. Buông chấp ngã, buông chấp pháp, buông chấp quá khứ, hiện tại, vị lai. Các bạn sẽ có được một cái nguồn năng lượng mới, một cái sáng suốt để có thể xử lý được, giải quyết được dứt điểm những trở ngại và hướng đến sự thành công. Thì đó là năm nền tảng học làm người rất quan trọng, hỗ trợ cho việc các bạn học chữ nghĩa ở trường lớp hay là học kinh nghiệm ở trường đời. Vì thiếu năm phẩm chất cao quý này đó, có nhiều kiến thức ở trường lớp
có kinh nghiệm ở trường đời, các bạn sẽ có thể trở thành mối đe dọa hạnh phúc của người khác vì lắt léo, ma lanh, khôn ngoan, lũng đoạn, lèo lách, khỏi luật pháp, sống ngoài luật pháp và biến người khác trở thành nạn nhân của khổ đau. Cho nên học làm người đó là học các phẩm chất cao quý để cho cái nền tảng tri thức ở trường lớp, kinh nghiệm ở trường đời đó được tỏ sáng theo chiều hướng tích cực, lợi ích cho mình nhưng không gây phương hại hay là khổ đau cho đời, cho người. Thì nhân ngày tổng khai trường trên toàn quốc năm tháng 9 2017, tôi nói đôi điều về giá trị của việc học, những cái kinh nghiệm học để tất cả chúng ta cùng ôn lại. Vì phần lớn những thứ này các bạn đều đã biết hết rồi, hệ thống hóa nó lại để chúng ta trở nên là hữu dụng và giá trị hơn. Mời quý vị ở lại để bắt đầu khai kinh. Dạ, để khép lại buổi chia sẻ pháp thoại hôm nay, chúng con thành kính cùng thỉnh thượng tọa cùng đại chúng đồng hồi hướng nguyện đem